tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Hoan nghênh quý vị và các bạn đang đến với bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Hoàng Anh xin kính chào quý vị. Bản tin sáng ngày 31 tháng 8 hôm nay sẽ có một số tin tức đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Trudeau công bố chi tiêu 2 tỷ đô la để cải thiện nguồn cung nhà ở và khả năng chi trả. Những điều cần chú ý về Covid-19 để bảo vệ trẻ em trong trường học. Các quan chức y tế đang truy tìm sản phẩm gia vị thảo mộc mà nghi gây ngộ độc ở nhà hàng Markham. Chất này là gì? Các ứng cử viên lãnh đạo UCP đã bị dọa giết trong chiến dịch tranh cử RCMP đang điều tra hành vi quấy rối Phó Thủ tướng Chrystia Freeland ở Alberta Cảnh sát thu giữ số ma túy trị giá 12 triệu đô la liên quan đến Mississauga và Brampton dường như có liên quan tới người Việt Trên thế giới, ông Gorbachev, lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô đã qua đời Đài Loan bắn vào máy bay không người lái của Trung Quốc sau khi Tổng thống cảnh báo về biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Hàng ngàn người ở thủ đô Mississippi, Hoa Kỳ không có nước sau khi nhà máy xử lý nước bị hỏng. Xe tải đổ cà chua ra đường gây hỗn loạn ở California. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong phần tin chi tiết ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi cùng với Hoàng Anh. Mở đầu với phần tin Canada. Thủ tướng Trudeau đã tuyên bố có thay đổi nhỏ trong nội các vào thứ Tư. Báo chí đã xác nhận các báo cáo rằng sẽ có một sự xáo trộn nhỏ trong nội các liên bang vào thứ Tư. Theo các nguồn tin bí mật, sự xáo trộn này là do một bộ trưởng nội các đã quyết định rời bỏ vai trò hiện tại của mình vì lý do cá nhân. Bộ trưởng Dịch vụ Công và Mua sắm Philomena Tassi đã yêu cầu thay đổi công việc do vấn đề sức khỏe gia đình. Thủ tướng Justin Trudeau vào hôm thứ Ba đã công bố sẽ chi 2 tỷ đô la để tạo ra nhiều nhà ở giá cả phải chăng hơn trên khắp Canada. Thủ tướng cho biết một phần trong số 2 tỷ đô la đó sẽ dành cho việc tạo ra 17.000 ngôi nhà mới ở Canada, phần lớn trong số đó sẽ là các đơn vị nhà ở có giá cả phải chăng. Ông cũng đã công bố một chương trình thuê để sở hữu mới, tức là Rent to Own, kéo dài 5 năm trong gói Affordable Housing Innovation Fund các đơn đăng ký được mở ra cho các nhà phát triển muốn sử dụng mô hình này bắt đầu từ thứ ba. Ngân sách liên bang năm 2022 đã phân bổ 200 triệu đô la cho kế hoạch thuê nhà để sở hữu này. Trong khi thị trường nhà ở Canada có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ khi Ngân hàng Trung ương Canada bắt đầu tăng lãi suất vào đầu năm nay, Thủ tướng Trudeau thừa nhận rằng giá thuê tăng cao là một rào cản đối với những người đang mong muốn sở hữu nhà. Chi tiêu mới thông qua quỹ đổi mới nhà ở cũng sẽ hướng tới việc xây dựng 10.800 đơn vị nhà ở để giúp giải quyết sự thiếu hụt nguồn cung của Canada. Chính phủ cho biết khoảng 6.000 đơn vị trong số đó sẽ là đơn vị giá cả phải chăng. Không có mốc thời gian nào được đưa ra khi các đơn vị đó sẽ được hoàn thành. Các thông tin về thời gian dự kiến sẽ có sẵn vào cuối năm nay. Thủ tướng Trudeau cũng đã công bố như một phần của khoảng 2 tỷ đô la này Quyết định mở rộng 2 năm cho sáng kiến nhà ở nhanh chóng của chính phủ liên bang, chương trình này hiện vẫn chưa được mở để đăng ký. Chương trình sáng kiến nhà ở nhanh chóng, ra mắt vào năm 2020 và cho đến nay đã hỗ trợ xây dựng hơn 10.000 nhà, theo thống kê của chính phủ liên bang, qua hai vòng tài trợ trị giá 2,5 tỷ đô la. Ngân sách liên bang của Đảng Tự do dành 10,1 tỷ đô la trong 5 năm cho nhà ở. Sau đây là một số điều chúng ta cần chú ý về COVID-19 để bảo vệ trẻ em trong trường học. Khi phần lớn các trường học trên khắp Canada đang chào đón học sinh trở lại các lớp học với rất ít hạn chế COVID-19 trong năm nay, nên các bậc cha mẹ được khuyến cáo không nên lơ là khi nói đến việc bảo vệ sức khỏe của trẻ em. Giám đốc y tế công cộng của Canada là Tiến sĩ Theresa Tam cho biết, các trường hợp nhiễm virus đường hô hấp như là COVID-19 và cúm có khả năng bùng phát trở lại vào mùa thu. Khi nhiều người tập trung lại trong nhà, khi các học sinh chuẩn bị trở lại lớp học, tiến sĩ Tham nói rằng, điều quan trọng là phải mang lại cảm giác bình thường cho trẻ em, mặc dù đại dịch vẫn chưa kết thúc. Trong khi một số trường học trên khắp Canada vẫn đang cho phép học trực tuyến, phần lớn đang tập trung vào việc quay trở lại với học trên lớp. Đồng thời, hầu hết các trường học đã nới lỏng các hạn chế COVID-19, bao gồm bỏ yêu cầu đeo khẩu trang. Khi vaccine COVID-19 đang được cung cấp cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, bác sĩ Tam cho biết tiêm vaccine là lớp bảo vệ đầu tiên được khuyến nghị, đặc biệt là đối với những trẻ chưa được tiêm một liều nào. Bác sĩ Tam cho biết một trong hai lo lắng chính mà bà nghe được từ các bậc cha mẹ là do dự về tiêm chủng cho con mình vì sợ phải tiêm cho con quá nhiều mũi. Ban đầu, chuyên gia khuyên nên đợi giữa các lần tiêm chủng để theo dõi các tác dụng phụ từ vaccine COVID-19. Bây giờ, bác sĩ Tham cho biết, trong hầu hết các trường hợp, không có vấn đề gì khi tiêm các loại vaccine khác nhau trong cùng một thời điểm. Bây giờ, hơn bao giờ hết, bác sĩ Tham nói rằng điều quan trọng là phải cập nhật vaccine cho trẻ khi có các báo cáo gần đây về đợt bùng phát viêm màng não. Bà nói, phụ huynh cũng có thể cảm thấy vaccine COVID-19 là không cần thiết vì hầu hết các trường hợp trẻ em đều có dấu hiệu bệnh nhẹ. Mặc dù hiếm khi trẻ em phải nhập viện hoặc là phải tiếp nhận phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng vaccine có thể giảm nguy cơ nhiều hơn nữa. Ngoài ra, không nên bỏ hoàn toàn khẩu trang nếu một số trẻ em cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng chúng, đặc biệt là những người có tình trạng sức khỏe từ trước. Với thông báo về việc chính phủ liên bang mua hàng triệu liều tăng cường chống Omicron từ Pfizer và Moderna, tiến sĩ Tham nói rằng người dân Canada có thể mong đợi sẽ sớm nhận được thông tin cập nhật thêm về vấn đề này liều tăng cường bao gồm cả chủng gốc và chủng Omicron được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung chống lại các biến thể Covid-19 mới và tăng cường khả năng miễn dịch của những người đã được tiêm hai liều. Chuyên gia cũng đang xem xét cung cấp những liều này cho thanh thiếu niên và trẻ em. Thủ tướng Justin Trudeau và thủ hiến bang Ontario Doug Ford sẽ gặp nhau tại Toronto vào thứ ba. Văn phòng của thủ hiến Ford cho biết Hai người sẽ có một cuộc họp kín tại Queen's Park vào chiều thứ ba nhưng không đề cập về chủ đề cuộc họp. Ông Ford gần đây đã nói rằng chính phủ liên bang cần cung cấp thêm tiền cho tỉnh bang để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân viên nghiêm trọng đang gây khó khăn cho các bệnh viện. Chính phủ Ford gần đây đã bị chỉ trích do thời gian chờ đợi quá lâu tại các bệnh viện. Trong vụ ngộ độc ở nhà hàng ở Markham, các quan chức y tế đang truy tìm sản phẩm gia vị thảo mộc mà nghi đã gây ngộ độc. Các quan chức y tế đang chạy đua để truy tìm nguồn cung cấp một sản phẩm gia vị bị nghi ngờ đã gây ngộ độc cho hàng chục thực khách tại một nhà hàng ở khu vực Toronto. Trong bối cảnh lo ngại, nó có thể được bày bán trên kệ ở những nơi khác ở Canada. Ít nhất 12 người đã ngã bệnh nặng, trong số đó 4 người đã phải điều trị trong cơ sở chăm sóc đặc biệt sau khi dùng bữa ăn tại nhà hàng Delight Restaurant and Barbecue ở Markham, tỉnh Ontario vào cuối tuần. Năm người vẫn ở trong bệnh viện vào thứ Ba và Y tế công cộng khu vực York cho biết tất cả họ dự kiến sẽ bình phục hoàn toàn. Các quan chức tin rằng tất cả 12 người đã tiêu thụ độc tố của một loại cây ô đầu là Aconitum, là một loại cây phổ biến trong y học cổ truyền Trung Quốc trong món gà tại nhà hàng. Độc tố Aconite ảnh hưởng đến các dây thần kinh kiểm soát các cơ trong cơ thể, dẫn đến tê ở mặt và tứ chi, suy tiêu hóa nghiêm trọng và trong một số trường hợp tim đập không đều. Ăn phải với số lượng đủ lớn, aconite có thể gây ra rối loạn nhịp tim gây tử vong. Tiến sĩ Barry Peck là nhân viên y tế của vùng York hôm thứ ba nói rằng, các quan chức tin rằng nhà hàng đã sử dụng một sản phẩm gia vị vô tình bị ô nhiễm và các cơ quan cấp tỉnh và liên bang đang cố gắng truy tìm liệu nó đã được phân phối ở nơi nào khác ở Canada hay chưa. Aconite là gì? Aconite là một chất được tìm thấy trong cây Aconitum, còn được gọi là Monshut hoặc là Wolfsbane, và có thể được tìm thấy rộng rãi trên khắp Bắc Bán Cầu. Tiến sĩ Pratik Lala, Phó Giám đốc Dược học Lâm Sàng ứng dụng tại Đại học Toronto cho biết, Ông giải thích tất cả các bộ phận của cây đều độc, nhưng hợp chất aconitin, đặc biệt cây chết người, liều lượng gây chết người có thể từ 2 gram hoặc là kích thước của một hạt vừng. Người dân nên theo dõi tình trạng buồn nôn, nôn mửa, chuột rút, tê ở vùng mặt và miệng, có thể tiến triển đến các chi và tình trạng cơ bắp yếu đi. Các triệu chứng ở giai đoạn sau của ngộ độc aconite có thể bao gồm huyết áp thấp, rối loạn nhịp tim và hôn mê, nếu ăn một lượng vừa đủ nó có thể gây tử vong trong khi aconitum thô có thể gây chết người và nguy cơ vẫn cao nếu ăn phải rễ cây aconitum thường xuyên được sử dụng trong các phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược phương đông bao gồm cả trong y học cổ truyền trung quốc từ hàng ngàn năm để điều trị các bệnh thấp khớp hoặc như là một loại thuốc bôi hoặc là thuốc gây mê nhưng chỉ sau một quá trình phức tạp để loại bỏ độc tố của cây các miếng acornitum đôi khi cũng có thể bị nhầm với gừng, vì rễ của cả hai loại cây này đều giống nhau. Bất kỳ ai đã ăn tại Delay Restaurant and Barbecue vào ngày 27 hoặc là 28 tháng 8 và gặp bất kỳ triệu chứng nào được liệt kê ở trên đều được khuyến khích đi khám ngay. Hai ứng cử viên tranh cử cho chức lãnh đạo đảng bảo thủ thống nhất của Alberta nói rằng họ đã nhận được những lời dọa giết trong suốt chiến dịch tranh cử Ông Travis Toll là cựu bộ trưởng tài chính và ông Brian Jean, ủy viên cho Ford McMurray, nói rằng họ từng là đối tượng của ít nhất một lời dọa giết. Cả hai cũng đã nhận được thêm những lời dọa trực tuyến và thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Các bài đăng trên một nhóm mạng xã hội thảo luận về cuộc đua lãnh đạo UCP cũng đã đề xuất ông Toll bị trao cổ vì vai trò của ông trong chính phủ khi dịch bệnh xảy ra. Còn ông Jean thì cho biết rằng mình nhận được một cuộc điện thoại với lời dọa giết trước đó trong chiến dịch và tình huống đó không được coi là có nguy cơ cao nhưng đã vẫn tiếp tục được theo dõi. Trong khi đó, thì cảnh sát RCMP đang điều tra hành vi quấy rối Phó Thủ tướng Christia Freeland ở Alberta. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra vụ quấy rối bằng lời nói đối với Phó Thủ tướng Christia Freeland ở Alberta vào ngày 26 tháng 8, nói rằng Họ sẽ xử lý nghiêm túc các mối đe dọa chống lại các quan chức công quyền. RCMP cho biết, nếu đáp ứng ngưỡng buộc tội hình sự, cảnh sát có thẩm quyền có thể bắt giữ và buộc tội. Một phương pháp mới điều trị không xâm lấn kéo dài 20 phút có thể đảo ngược tình trạng mất trí nhớ. Hơn 747.000 người Canada hiện đang sống chung với bệnh Alzheimer và các dạng sa sút trí tuệ khác. Nhưng một nghiên cứu mới cho thấy mất trí nhớ liên quan đến tuổi tác có thể được đảo ngược với một phương pháp mới điều trị không xâm lớn kéo dài 20 phút. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Boston đã phát thảo những phát hiện của họ trong một bài báo đăng trên tạp chí Nature Neuroscience vào tuần trước. Việc điều trị của họ bao gồm một chiếc mũ có thể đeo được trang bị các điện cực truyền tín hiệu điện vào não và các nhà nghiên cứu cho biết điều này có thể giúp cải thiện chức năng ghi nhớ. Dân số ngày càng già đi dẫn đến chi phí cá nhân, xã hội, chăm sóc sức khỏe và kinh tế tăng thêm. Trưởng nhóm nghiên cứu ông Robert Reinhardt cho biết, trong nghiên cứu thì bệnh nhân được kích thích điện não trong 20 phút trong 4 ngày liên tiếp. Mỗi ngày thì bệnh nhân được phát một danh sách 20 từ và được yêu cầu ghi nhớ và đọc thuộc lòng các từ đó ngay lập tức. Hai phương pháp điều trị khác nhau đã được thử nghiệm. Một phương pháp thì nhắm mục tiêu trí nhớ ngắn hạn với kích thích tần số thấp và một phương pháp khác để cải thiện trí nhớ dài hạn với kích thích tần số cao ở vỏ não trước trán. Cả hai phương pháp đều được thử nghiệm với giả dược. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sau 3 hoặc 4 ngày áp dụng các tín hiệu điện tần số thấp vào não thì bệnh nhân có trí nhớ ngắn hạn tốt hơn và những cải thiện vẫn được duy trì một tháng sau đó. Gửi tín hiệu tần số cao vào não giúp cải thiện trí nhớ dài hạn sau ngày thứ hai cũng như sau một tháng. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những cá nhân mà có chức năng nhận thức thấp hơn có khả năng cải thiện trí nhớ lớn hơn và lâu dài hơn do kết quả của việc điều trị. Về mặt lâm sàng, điều này rất quan trọng vì có những người chỉ có vấn đề về trí nhớ ngắn hạn và những người khác thì chỉ có vấn đề về trí nhớ dài hạn. Vì vậy, việc có trong tay các công cụ có thể giải quyết từng hệ thống trí nhớ này có giá trị lớn. Theo ông Reinhardt cho biết, trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng nhiều ngày liên tục kích thích trong 20 phút để cải thiện trí nhớ lâu dài kéo dài một tháng. Trong nghiên cứu trước đây thì hiệu ứng này chỉ kéo dài trong 50 phút. Nhà nghiên cứu Reinhardt lưu ý rằng hiện tại các lựa chọn để điều trị hiện có cho khả năng nhận thức kém do tuổi tác tạo ra nhiều kết quả khác nhau và đi kèm với một số rủi ro và có tác dụng phụ. Vì những lý do đó, Cần phải phát triển các biện pháp can thiệp, điều trị, sáng tạo có thể mang lại những cải thiện nhanh chóng và bền vững với các tác dụng phụ tối thiểu. Sự phục hồi kinh tế của tỉnh British Columbia vào năm ngoái mạnh hơn dự báo khi ngân sách đã được kiểm toán của tỉnh cho thấy thẳng dương 1,3 tỷ đô la trái ngược với dự đoán trước đó là thâm hụt gần 10 tỷ đô la. Bộ trưởng Tài chính, bà Selina Robinson cho biết Nền kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2021-2022 đã phát triển vượt trội so với dự đoán trong cả khu vực công và tư nhân. Bà cho biết, ngân sách tháng 4 năm 2021, nằm trong những ngày đen tối nhất của đại dịch Covid-19, ban đầu dự báo thâm hụt 9,7 tỷ đô la, nhưng doanh thu đã cải thiện trong suốt cả năm. Bà Robinson nói rằng, sự cải thiện có thể là do mở cửa trở lại nền kinh tế và kết quả là tăng doanh thu thuế các khoản đóng góp từ liên bang một lần cho COVID-19 và các sự kiện thiên tai, doanh thu từ tài nguyên thiên nhiên cao và thu nhập của các công ty chính phủ cao hơn, đặc biệt là tại Tập đoàn Bảo hiểm của BC. Bà nói rằng, chính phủ hy vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế hơn nữa bằng một loạt các biện pháp chống lạm phát vào tháng tới. Trong khi đó, tại tỉnh Alberta, tỉnh này cam kết hơn 11 triệu đô la cho dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cuối đời Chính quyền tỉnh bang mới đây công bố hơn 11 triệu đô la sẽ được trao trong các khoản tài trợ cho dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ ở tỉnh Alberta. Tỉnh đã nêu tên những người nhận khoản tài trợ trị giá 11,3 triệu đô la cho dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ, được hứa lần đầu vào tháng 11 năm ngoái. Nguồn tài trợ được phân bổ giữa 25 dự án, bao gồm mở rộng hỗ trợ và dịch vụ cộng đồng, đồng thời cải thiện giáo dục cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và người chăm sóc. Cảnh sát khu vực vùng Peel cho biết, số ma túy bất hợp pháp trị giá 12 triệu đô la có liên quan đến Mississauga và Brampton đã được thu giữ. Cuộc điều tra được đặt tên là Project Warrior, bắt đầu vào tháng 6 năm ngoái, khi một lượng lớn chất ma túy được buôn bán ở khu vực đại đô thị Toronto có quan hệ chặt chẽ với thành phố Mississauga và Brampton. Cảnh sát cho biết đã thu giữ nhiều loại ma túy khác nhau. Lệnh khám sát đã được thực hiện tại một số địa điểm bao gồm một cơ sở lưu trữ ở Concord, một địa điểm ở Etobicoke, một địa điểm khác ở North York và một địa điểm ở Kleinberg. Các nhà điều tra cho biết họ đã xác định được nhiều phương thức khác nhau để tàn trữ, vận chuyển và cung cấp ma túy bất hợp pháp. Liên quan đến cuộc điều tra, một số người đàn ông đã bị bắt giữ và bị buộc tội. Quang Thái Hồ, 38 tuổi, Quang Bình Hồ, 37 tuổi, Phi Hồ, 35 tuổi, và Aymen Parizande, 30 tuổi, đã bị bắt giữ và đang phải đối mặt với các tội danh tàn trữ nhằm mục đích buôn bán cũng như là tàn trữ chất kích thích được kiểm soát. Một lực lượng đặc nhiệm mới đang được thành lập trong hàng ngũ cảnh sát Montreal để giải quyết bạo lực súng đạn trong thành phố bắt đầu từ tháng 9. Bộ Cảnh sát đã đưa ra thông báo hôm thứ Ba nói rằng 68 sĩ quan cảnh sát với nhiều chuyên môn khác nhau sẽ là một phần của sáng kiến được gọi là dự án ARED. Nhiệm vụ của sáng kiến này sẽ là phá vỡ hoạt động của các nhóm tội phạm bạo lực bằng cách chiếm đóng địa bàn, thu thập thông tin tình báo và can thiệp trực tiếp với các thành viên, cũng như một mục tiêu khác là làm cho người dân cảm thấy an toàn hơn. Lực lượng mới này được hình thành sau một số vụ xả súng ở Montreal Điều này bao gồm vụ giết hai người đàn ông vào giữa ngày một cách trắng trợn trong vòng chưa đầy 1 giờ vào tuần trước. Cuối tuần qua thì chính quyền Quebec thông báo sẽ chi 250 triệu đô la trong vòng 5 năm để giúp thành phố thuê thêm cảnh sát và đặc biệt là chống bạo lực súng đạn. Một cuộc đình công kéo dài 2 tuần của công nhân với công đoàn lớn nhất ở tỉnh BC đã kết thúc vào thứ ba khi công đoàn tổng công nhân viên BC, gọi tắt là BCGEU, thông báo các thành viên làm việc trong khu vực công đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán với chính quyền tỉnh. Công đoàn cho biết hai bên sẽ tiếp tục gặp nhau với hy vọng hoàn tất một thỏa thuận hợp đồng dự kiến. Nhưng trong thời gian này, công nhân của công đoàn sẽ quay trở lại công việc như một dấu hiệu của sự thiện chí. Công đoàn, đại diện cho khoảng 33.000 công nhân viên chức trên toàn tỉnh, đã bắt đầu đình công vào ngày 15 tháng 8 liên quan đến thời tiết, cảnh báo nhiệt độ ở Calgary trong hầu hết các ngày trong tuần. Thành phố Calgary đang chịu cảnh báo nhiệt từ môi trường Canada vào thứ Ba và thứ Tư. Mặc dù mọi thứ sẽ hạ nhiệt vào thứ Năm, nhưng thời tiết nóng bức dự kiến sẽ quay trở lại vào cuối tuần. Thành phố dự đoán mức cao nhất vào ban ngày gần 30 độ và mức thấp nhất qua đêm ở dưới 20 độ. Cảnh báo nhiệt được ban hành khi thời tiết nóng làm tăng nguy cơ đột quỵ do nhiệt hoặc là kiệt sức vì nóng. Hãy tránh xa ánh nắng mặt trời nếu bạn có thể, và nếu bạn không thể tránh được thì hãy cố gắng không ở ngoài nắng cả ngày. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng có tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nếu chưa đăng ký kênh, xin quý vị hãy nhấn subscribe để đăng ký kênh và nhớ bật nút chuông thông báo ngay kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi phát hành những video mới. Và xin đừng quên nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để giúp phổ biến thông tin. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức trên thế giới đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, ông Gorbachev qua đời, Nga nói quân đội Ukraine hứng chịu hơn 1.200 thương vong trong đợt phản công thất bại. Đài Loan bắn vào máy bay không người lái của Trung Quốc sau khi Tổng thống cảnh báo về biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Giá khí đốt giảm khi châu Âu chuẩn bị can thiệp vào thị trường năng lượng. Hàng ngàn người ở thủ đô Mississippi, Hoa Kỳ không có nước sau khi nhà máy xử lý nước bị hỏng hơn 40% người Mỹ tin rằng sẽ có nội chiến trong 10 năm tới. Một người phụ nữ Ả Rập Saudi bị tòa kết án 45 năm tù giam vì các bài đăng trên mạng xã hội. Các chủ sở hữu xe điện Tesla ở Na Uy bắt đầu tuyệt thực đình công yêu cầu vấn đề về chất lượng, kêu gọi ông Elon Musk giúp đỡ. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác trong phần tin chi tiết, mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Hoàng Anh. Thưa quý vị, ông Mikhail Gorbachev, lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô và là người kết thúc chiến tranh lạnh, đã qua đời vì bệnh nặng ở tuổi 91. Ông Mikhail Gorbachev đã qua đời đêm nay sau thời gian dài bệnh nặng, thông báo của bệnh viện Lâm sàng Trung ương Nga cho biết hôm thứ ba. Ông Gorbachev lãnh đạo Liên Xô từ năm 1985 đến năm 1991, đã thay đổi mối quan hệ giữa Liên Xô với phương Tây sau nhiều thập kỷ căng thẳng và đối đầu trong chiến tranh lạnh. Ông đã tạo ra các thỏa thuận cắt giảm vũ khí với Mỹ và quan hệ đối tác với các cường quốc phương Tây để xóa bỏ bức màn sắt chia cắt châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, giúp nước Đức thống nhất. Cựu lãnh đạo Liên Xô phần lớn trải qua những năm tháng cuối đời trong bệnh viện khi sức khỏe ngày càng suy kém và phải tự cách ly trong thời gian dịch COVID-19 để tránh nhiễm virus. Ông Gorbachev từng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1990. Sau khi rời nhiệm sở, ông từng nhiều lần kêu gọi Điện Kremlin và Tòa Bạch Ốc hàn gắn mối quan hệ khi căng thẳng leo thang. Kể từ khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2 năm nay, mối quan hệ của ông với Tổng thống Vladimir Putin có những lúc khó khăn, nhưng lãnh đạo Nga vẫn gửi lời chia buồn sâu sắc sau khi nghe tin ông Gorbachev qua đời. Tổng thống Putin sẽ gửi điện chia buồn tới gia đình và bạn bè của ông Gorbachev vào buổi sáng, người phát ngôn điện Kremlin cho hay. Các nhà lãnh đạo thế giới cũng đã nhanh chóng bày tỏ lòng kính trọng. Người đứng đầu Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, ông Gorbachev, người được trao giải Nobel Hòa bình năm 1990 đã mở ra con đường cho một châu Âu tự do. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết, ông tin tưởng vào cởi mở và tái cơ cấu không phải là những dấu hiệu đơn thuần mà là con đường tiến lên của người dân Liên Xô sau bao nhiêu năm cô lập và thiếu thốn. Thủ tướng Anh Boris Johnson trích dẫn cuộc xâm lược Ukraine của ông Putin nói rằng, cam kết không mệt mỏi của ông Gorbachev trong việc mở cửa xã hội Xô Viết vẫn là một tấm gương cho tất cả chúng ta. Ông Gorbachev sẽ được an táng tại nghĩa trang Novodevichy của Moscow bên cạnh phần mộ người vợ Reza qua đời năm 1999 trong cuộc chiến tiếp diễn giữa Nga và Ukraine, Nga nói quân đội Ukraine hứng chịu hơn 1.200 thương vong trong đợt phản công thất bại. Quân đội Ukraine đã mất hơn 1.200 nhân viên trong ngày qua khi nỗ lực tiến hành một cuộc tấn công ở Nikolaev, Kryvyi Rih và các khu vực khác theo lệnh của Tổng thống Ukraine Zelensky người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Kanashikov cho biết hôm thứ Ba. Trong 24 giờ qua, trong các hoạt động hiệu quả, các lực lượng Nga đã loại bỏ 48 xe tăng, 46 xe chiến đấu bộ binh, 37 xe bọc thép chiến đấu khác, 8 xe bán tải với súng máy cỡ lớn và hơn 1.200 lính Ukraine, vị tướng này báo cáo. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết Lực lượng của họ đánh bại các đơn vị thuộc Lữ đoàn tác chiến miền núi độc lập số 128 Ukraine, được triển khai từ miền Tây nước này tham gia chiến dịch phản công ở miền Nam. Ukraine chưa bình luận về tổn thất do Nga công bố, tuy nhiên, văn phòng tổng thống Ukraine trước đó cho biết giao tranh diễn ra ác liệt trên gần như toàn bộ lãnh thổ tỉnh Kherson sau khi Kiev mở chiến dịch phản công. Liên quan đến Đài Loan và Trung Quốc, đài loan đã bắn cảnh cáo vào một máy bay không người lái của trung quốc làm rung chuyển một hòn đảo ngoài khơi hôm thứ ba ngay sau khi tổng thống thái anh văn cho biết bà đã ra lệnh cho quân đội đài loan thực hiện các biện pháp đáp trả mạnh mẽ chống lại những gì bà gọi là các hành động khiêu khích của trung quốc đây là lần đầu tiên những phát súng cảnh cáo được bắn ra trong một vụ việc như vậy trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa trung quốc và đài loan một phát ngôn viên quân đội cho biết máy bay không người lái đã quay trở lại trung quốc sau khi các phán súng được bắn đài loan đã phàn nàn về việc máy bay không người lái của trung quốc liên tục bay đến gần các nhóm đảo nhỏ mà họ kiểm soát gần bờ biển trung quốc gần đây nhất là quần đảo kim môn trong khuôn khổ các cuộc tập trận quân sự của bắc kinh trung quốc đã tiến hành các cuộc tập trận xung quanh hòn đảo sau chuyến thăm của chủ tịch hạ viện hoa kỳ bà nancy pelosi trong tháng này Giá khí đốt đã giảm khi châu Âu chuẩn bị can thiệp vào thị trường năng lượng. Giá bán sỉ khí đốt đã giảm mạnh so với mức cao gần đây do các dấu hiệu cho thấy châu Âu đang chuẩn bị can thiệp trực tiếp vào thị trường năng lượng. Ủy ban châu Âu đang làm việc cực lực gấp rút, một gói khẩn cấp và cải cách cơ cấu thị trường điện dài hạn hơn để chống lại giá tăng cao trong khi nỗ lực lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt. Dường như đang đi trước kế hoạch các nước châu Âu đang gấp rút lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt của mình trước mùa đông, trong bối cảnh lo ngại rằng Nga có thể giảm thêm nguồn cung cấp khí đốt. Các cơ sở lưu trữ khí đốt của châu Âu hiện đã đầy trung bình gần 80%, nhanh chóng đạt đến mức mục tiêu của khối châu Âu là các nước sẽ đạt 80% đầy kho lưu trữ của mình vào ngày 1 tháng 11. Bộ trưởng Kinh tế Đức, Robert Habeck cho biết, ông dự kiến giá khí đốt sẽ giảm khi Đức là nước tiêu thụ khí đốt lớn nhất châu Âu, đang đạt được tiến bộ về mục tiêu dự trữ. Chủ tịch của Ủy ban là bà Ursula von der Leyen cho biết, Brussels đang chuẩn bị can thiệp để tách giá điện khỏi chi phí khí đốt tăng cao, trong nỗ lực bảo đảm giá điện phản ánh năng lượng tái tạo rẻ hơn. Tại Hoa Kỳ, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Ba nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với việc tăng lãi suất hơn nữa để dập tắt lạm phát. Người đứng đầu có ảnh hưởng của Fed New York nói rằng Ngân hàng Trung ương có thể sẽ cần phải đưa lãi suất chính sách của mình cao hơn 3,5% một chút và giữ ở đó cho đến cuối năm 2023. Nhưng quyết định của tháng 9 cũng sẽ phụ thuộc vào quan điểm của các nhà hoạch định chính sách về lãi suất sẽ mức nào vào cuối năm nay hàng ngàn người ở thủ đô Mississippi Hoa Kỳ không có nước sau khi nhà máy xử lý nước bị hỏng. Mississippi đã kích hoạt lực lượng, lượng vệ binh quốc gia vào hôm thứ ba để giúp phân phối nước cho hàng chục ngàn cư dân ở Jackson sau khi một nhà máy xử lý nước gặp vấn đề kéo dài bị hư hỏng, khiến phần lớn thủ phủ của bang không có nước sinh hoạt an toàn có thể trong nhiều ngày. thống đốc Tate Reeves vào thứ hai đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Jackson và các cộng đồng xung quanh và cảnh báo 180.000 cư dân ở khu vực này không nên uống nước máy. Ông cũng kêu gọi lực lượng vệ binh quốc gia của bang để hỗ trợ trong các nỗ lực cứu trợ thành phố nơi bị ảnh hưởng bởi lượng mưa kỷ lục và lũ lụt vào cuối tuần qua. Tiểu bang đã cho 10 xe đầu kéo chở nước đến vào thứ ba và dự kiến sẽ có thêm 108 xe tải nữa trong những ngày tới, theo giám đốc quản lý tình trạng khẩn cấp của tiểu bang cho biết. Đóng cửa nhà máy xử lý nước đã tạo ra sự tàn phá cho các doanh nghiệp và các trường công lập ở Jackson với gần 21.000 học sinh buộc phải chuyển lên các lớp học trực tuyến. Các kệ hàng nước trong các siêu thị thì hết sạch. Thống đốc cho biết nước lũ đã tràn vào nhà máy xử lý nước làm thay đổi tính chất của nước, khiến việc xử lý hiện tại không phù hợp và buộc phải ngừng hoạt động. Tòa Bạch Ốc cho biết vào hôm thứ Ba rằng Tổng thống Joe Biden đã được thông báo tóm tắt về tình hình và các quan chức chính quyền đang liên hệ với các quan chức địa phương và tiểu bang để hỗ trợ các quan chức tiểu bang xác định nhu cầu và cung cấp thiết bị cần thiết để sửa chữa khẩn cấp. Liên quan đến bệnh động mùa khỉ, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có thể loại trừ dịch động mùa khỉ ở châu Âu, nêu rõ bằng chứng cho thấy số trường hợp mắc bệnh đang chậm lại ở một số quốc gia có những dấu hiệu đáng khích lệ về sự sụt giảm liên tục hàng tuần trong số các trường hợp khởi phát ở nhiều nước châu âu bao gồm pháp đức bồ đào nha tây ban nha và anh cũng như sự chậm lại ở một số vùng của hoa kỳ mặc dù nguồn cung cấp vaccine khan hiếm ngoài vấn đề nguồn cung vaccine các yếu tố quan trọng đằng sau sự chậm lại dường như là phát hiện sớm hơn dẫn đến việc bệnh nhân tự cô lập mình sớm hơn và thay đổi hành vi theo quan chức cấp cứu cấp cao và quản lý bệnh động mùa khỉ tại WHO châu Âu cho biết. Hơn 47.600 trường hợp được xác nhận ở 90 quốc gia nơi bệnh động mùa khỉ không phải là dịch bệnh lưu hành đã được báo cáo kể từ đầu tháng 5. WHO đã tuyên bố được bùng phát là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Bên cạnh đó thì COVID-19 và các virus tương ứng khác cũng được cho là sẽ tăng vào mùa thu và mùa đông này, nhất là trong những tháng lạnh hơn. Riêng bệnh bại liệt, một căn bệnh chết người từng làm hàng chục ngàn trẻ em bị tê liệt mỗi năm, đang lây lan lần đầu tiên ở London, New York và Jerusalem sau nhiều thập kỷ thúc đẩy các chiến dịch tiêm chủng. Tại Hoa Kỳ, 43% người Mỹ tham gia khảo sát gần đây cho rằng nước này sẽ đối mặt với một cuộc nội chiến trong một thập niên tới do chia rẽ chính trị Kết quả khảo sát được YouGov và Economics công bố cuối tuần trước. Tỷ lệ này trong nhóm thành viên đảng Dân Chủ và độc lập là 40%, nhưng 54% người Cộng Hòa tin vào khả năng xảy ra nội chiến ở Mỹ trong 10 năm tới. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra 65% người được hỏi nói rằng bạo lực chính trị ở Mỹ đã gia tăng đáng kể từ đầu năm 2021. 62% tin rằng tình trạng này sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới, Thảo sát này được công bố trong bối cảnh Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham hôm 28 tháng 8 dự đoán bạo loạn đường phố sẽ xảy ra nếu cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố vì lưu giữ các tài liệu mật sau khi ông rời tòa Bạch Ốc. Bình luận của ông Graham đã lập tức vấp phải nhiều chỉ trích. Hôm thứ Hai, cựu quan chức Bộ Tư pháp Mỹ Mary McCord nói rằng một quan chức được bầu đưa ra những lời lẽ bạo lực như vậy là cực kỳ vô trách nhiệm. Vụ bạo loạn đồi Capitol ngày 6 tháng 1 chính là kết quả của những hành động tương tự mà cựu Tổng thống Trump và các đồng minh gây ra, ông McCall nói. Tổng cộng đã có 9 cái chết, bao gồm cả vụ tự sát của các sĩ quan cảnh sát có liên quan đến vụ tấn công ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Kể từ đó, lo ngại về bạo lực chính trị ngày càng lớn, theo The Guardian. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia tin rằng một cuộc xung đột như nội chiến Mỹ năm 1861 đến 1865 khó có khả năng xảy ra trong tương lai. Một thổ dân Brazil cuối cùng của bộ lạc với biệt danh là người đàn ông sống trong hố đã qua đời sau 26 năm sống cô độc kể từ khi bộ lạc bị diệt vong. Thổ dân Brazil được tìm thấy chết trên võng trong một túp lều ở vùng lãnh thổ của người bản địa Tenaru ở bang Rondonia Giáp biên giới Bolivia, ngày 23 tháng 8, theo quỹ thổ dân quốc gia Brazil cho biết, ông được cho là đã sống 26 năm hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, kể từ khi toàn bộ thành viên khác trong bộ lạc bị lâm tặc và những kẻ khai thác mỏ trái phép sát hại. Người đàn ông đã từ chối mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, sống tự cung tự cấp trong rừng bằng cách săn bắn và trồng trọt. Biệt danh, người đàn ông sống trong hố bắt nguồn từ thói quen đào hố sâu trong những túp liều của ông, có thể để bẫy động vật hoặc là ẩn náu. Ông đã sống trong vùng lãnh thổ nằm giữa những trang trại gia súc lớn, luôn bị lâm tặc và thợ mỏ trái phép đe dọa tại một trong những nơi nguy hiểm nhất của rừng Amazon, theo Survival International. Truyền thông được phương cho biết, thi thể người đàn ông này được phủ một lớp lông vạt, khiến một số chuyên gia suy đoán rằng có thể thổ dân này đã biết mình sắp qua đời và tự tay chuẩn bị hậu sự. Người đàn ông được tin rằng là đã chết vì nguyên nhân tự nhiên ở độ tuổi ước tính là 60. Có khoảng 240 bộ lạc bản địa ở Brazil với nhiều bộ lạc đang bị đe dọa khi những người khai thác trái phép, lâm tặc và nông dân xâm phạm lãnh thổ của họ. Theo cảnh báo của Survival International là một nhóm gây áp lực đấu tranh cho quyền lợi của người bản địa. Một tòa án Ả Rập Saudi đã kết án một phụ nữ 45 năm tù vì các bài đăng trên mạng xã hội. Là trường hợp mới nhất cho thấy cuộc đàm ác các nhà hoạt động vì phụ nữ sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới phương quốc này. Nora bin Saed al Qatani đã bị tòa án hình sự chuyên trách Ả Rập Saudi kết tội, có thể trong tuần trước, với tội danh sử dụng Internet để xé nát mảnh vải xã hội Ả Rập Saudi và vi phạm trật tự công cộng bằng cách sử dụng mạng xã hội. Theo tổ chức nhân quyền Don có trụ sở tại Washington cho biết trong một tuyên bố trích dẫn các tài liệu của tòa án. Tổ chức Don cho biết rất ít người biết về Khutani hoặc là những gì cô ấy đăng trên mạng xã hội và họ đang tiếp tục điều tra trường hợp của cô ấy. Văn phòng truyền thông của chính phủ Ả Rập Saudi đã không trả lời yêu cầu bình luận. Sự kết tội của Khutani được đưa ra vài tuần sau khi Sama el shahab là một bà mẹ hai con và là ứng viên tiến sĩ tại Đại học Leeds ở Anh, bị kết án 35 năm tù vì đã theo dõi và đăng tải lại các dòng tweet của các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến trên Twitter. Các vụ việc mới nhất được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden đã viện dẫn những lo ngại về nhân quyền là một điểm nhức nhối trong quan hệ giữa Washington và đồng minh truyền thống Riyadh trong cuộc gặp của ông với Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman vào tháng 7. Các vụ án của Khatani và Shahab đã cho thấy một cuộc đàn áp đối với những người bất đồng chính kiến do Thái tử Mohammed, người cai trị Ả Rập Saudi thúc đẩy, ngay cả khi ông đã ủng hộ những cải cách như là cho phép phụ nữ lái xe và thúc đẩy các dự án tạo việc làm. Một nhóm chủ sở hữu xe điện Tesla ở Na Uy đã bắt đầu cuộc đình công tuyệt thực với hy vọng thu hút sự chú ý đến một danh sách dài các vấn đề về chất lượng bị cáo buộc với những chiếc xe hạng sang của họ. Các chủ sở hữu xe Tesla Na Uy không hài lòng, đang cố gắng làm cho những bất bình của họ có thể thu hút được sự chú ý của người sáng lập công ty, là CEO Elon Musk. Chúng tôi tin rằng nếu Elon Musk nhận thức được những rắc rối của chúng tôi, ông ấy sẽ giải quyết được tình hình. Nhóm chủ sở hữu Tesla ở Na Uy viết trên trang web của họ, hãy giúp chúng tôi thu hút sự chú ý của ông ấy. Các chủ sở hữu xe Tesla đã liệt kê 29 vấn đề với xe của họ, không chỉ rõ các mẫu xe chính xác. Các khiếu nại bao gồm các vấn đề vận hành khác nhau, từ những tình trạng như là không thể khởi động xe trong thời tiết lạnh, và các tính năng lái xe tự động không hoạt động cho đến các vấn đề về sản xuất như là ghế trước lỏng lẻo và các đường gờ trang trí được lắp đặt không đúng cách. Ngoài ra thì họ cũng đã liệt kê một số khiếu nại về dịch vụ khách hàng bao gồm cả thời gian chờ đợi lâu để nói chuyện với đại diện của Tesla. Trên trang web của họ, nhóm cũng đính kèm theo một yêu cầu thúc giục các chủ sở hữu Tesla đòi lại tiền từ công ty Yêu cầu bồi thường cho mỗi chiếc xe là khoảng 13.500 pound, tức là gần 17.700 đô la. Vì Na Uy có nhiều xe hơi điện trên đầu người nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác và là thị trường bình quân đầu người hàng đầu của Tesla, các chủ sở hữu Na Uy tin rằng họ là con chim hoàng yến trong mỏ than. Hiện ông Elon Musk vẫn chưa trả lời công khai về những yêu cầu của cuộc đình công tuyệt thực. chiếc xe tải làm đổ hơn 150.000 quả cà chua trên đường cao tốc đông đúc ở bang California gây tắc nghẽn giao thông. Những quả cà chua bị dập nát bắn tung tóe làm cho bảy xe hơi đâm vào nhau và phần lớn cao tốc 80 nối các tiểu bang phải đóng đường vào hôm thứ Hai. Ba người bị thương nhẹ và một người phải nhập viện vì gãy chân, lực lượng tuần tra xa lộ California cho biết. Vào mùa cà chua, tài xế xe tải sử dụng đường cao tốc lớn để vận chuyển trái cây qua tiểu bang. Một vụ va chạm ban đầu đã khiến chiếc xe tải chở cà chua lao vào giải phân cách ở giữa trên đường cao tốc, làm đổ cà chua ra đường, theo báo cáo. Vụ tai nạn để lại một biển nước sốt màu đỏ trên đường, cảnh sát tuần tra xa lộ Jason Tyhurst cho biết. Xa hơi cán qua các quả cà chua dập nát tạo ra một thứ nước cà chua sệt, dầu và bẩn gây nguy hiểm. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái cũng như giá dầu và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch, một Canada bằng 07648 đô la Mỹ và bằng 07633 đồng euro. Một Canada thì bằng 17.744 đồng Việt Nam. Một đô la Mỹ là 23.233 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 91,94 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 99,31 đô la Mỹ một thùng giá vàng là 1.722,95 đô la Mỹ một ounce. Phần tỷ giá cũng đã kết thúc bản tin sáng ngày 31 tháng 8 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.